Thưa quý vị đã cùng tìm hiểu về thị trường chứng khoán phiên ngày 4 tháng 9 hôm qua. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay anh Nguyễn Duy Thanh Phương là trưởng phòng môi giới công ty cổ phần chứng khoán MBS. Xin được chào anh Phương. Thưa anh thì thị trường khởi động lại sau một phiên nghỉ lễ với sắc đỏ chiếm ưu thế và có cái lực bán gia tăng mạnh tại các cổ phiếu blue chip. Cũng có nhiều lời khuyên rõ ràng các nhà đầu tư nên cẩn trọng trong cái việc đầu tư ngắn hạn. Vậy thì anh nhận định như thế nào về thị trường phiên vừa qua thưa anh? Thị trường phiên hôm qua đóng cửa khi VN Index giảm hơn 14 điểm. Thì cái việc này thì có thể hiểu rằng là do trước kỳ nghỉ lễ thị trường đã chạm lên mốc kháng cự là khoảng 1.000-1.005 điểm. Đây là một ngưỡng kháng cự tương đối mạnh. Thì để mà vượt qua một cái ngưỡng kháng cự mạnh, thường thường nó sẽ có áp lực rung rắc nhiều, chỉnh vài phiên hoặc nhiều lần. Thì tôi nghĩ cái nhịp điều chỉnh này là một nhịp điều chỉnh khá là bình thường và hợp lý của thị trường. Đặc biệt là trước lễ thị trường đã có liên tiếp là khoảng hơn 5 tuần tăng điểm. Thì cái việc mà áp lực chốt lời trong ngắn hạn sẽ xuất hiện ở những cái phiên sau lễ là điều hoàn toàn có thể dễ hiểu được. Thì còn về việc trong ngắn hạn thì tôi nghĩ trong tuần này có khả năng thị trường sẽ, những cái phiên giao dịch đầu tuần thị trường sẽ vẫn tiếp tục nhịp điều chỉnh, nhưng sau đó thị trường có khả năng sẽ bắt đầu hồi phục vào những cái phiên cuối tuần. Vâng, trong bối cảnh mà các dự báo đều cho rằng là các quỹ ETF sẽ giảm nhiều tỷ trọng cổ phiếu trong đổ dịch một vào kỳ cơ cấu tới, vậy thì theo anh các nhà đầu tư nên làm gì trong thời điểm hiện tại này? Thì trong tháng 9 này sẽ diễn ra kỳ review của quỹ ETF. Thì thứ sáu tuần này một quỹ ETF FTE sẽ công bố danh mục, và thứ sáu tuần tới sẽ là tới quỹ VNM sẽ công bố danh mục, và trong thứ sáu tuần thứ ba sẽ bắt đầu diễn ra việc review của quỹ ETF. Thì theo thống kê của lịch sử các review trước đây thì khi các quỹ ETF review thì thường thường thị trường sẽ có xu hướng lình xình giảm điểm. Đặc biệt trong kỳ review này các quỹ ETF sẽ có khả năng sẽ bán ra nhiều cổ phiếu trong rổ VN30 để mua vào một cổ phiếu mới, đó là VHM. Thì do đó trong ngắn hạn có thể là trong cái tuần đầu tiên có khả năng thị trường sẽ điều chỉnh, nhưng tôi nghĩ thì theo kinh nghiệm cá nhân của tôi thì thường thường sau các đợt review quỹ ETF thường thường thị trường sẽ tăng rất mạnh. Thì tôi vẫn giữ quan điểm là đợt này thị trường vẫn là một nhịp điều chỉnh ngắn hạn và cần thiết để củng cố cho xu hướng, và đặc biệt là sẽ chờ mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 sắp tới chuẩn bị công bố, có thể là thời điểm khoảng đầu tháng 10. Vâng. Vậy thì nếu mà chúng ta vẫn giữ kịch bản là sau cái quỹ ETF sẽ giảm tỷ trọng nhiều cổ phiếu, thì việc các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư nắm giữ các cổ phiếu blue chip, họ tiếp tục nắm giữ thì liệu điều đó có mang lại nhiều rủi ro không thưa anh Phương? Theo tôi, nếu nhà đầu tư đang giữ nhiều cổ phiếu trong rổ VN30 thì thứ nhất cái việc cần làm bây giờ là rà soát lại là tỷ trọng cổ phiếu bây giờ đang ở mức cao như thế nào, có nghĩa là đã full cổ phiếu hay là bao nhiêu phần trăm. Nếu cái việc tỷ trọng này ở một mức cân đối vừa phải thì cái việc này không đáng quá lo ngại, tại vì đây xác định đây chỉ là một nhịp điều chỉnh ngắn hạn. Nhưng nếu mà là ở tỷ trọng cao hoặc full margin hoặc full cổ phiếu thì có thể canh những cái nhịp hồi để bán giảm tỷ trọng lại, hoặc là nhà đầu tư có thể chấp nhận bỏ qua cái đợt ngắn hạn này và nắm giữ chờ tiếp tục, tại vì tôi vẫn tin là xu hướng thị trường vẫn đang ủng hộ cho một xu hướng tăng rất chắc từ đây lên tới cuối năm. Và vào tuần cuối tháng 8 vừa qua thì thị trường cũng đã đạt mốc là 1.000 điểm. Tuy nhiên thì với cái sự biến động của thị trường như hiện nay thì theo nhận định của mình, anh nghĩ là thị trường có sớm quay lại với cái mốc 1.000 điểm không thưa anh Phương? Tôi nghĩ từ đây đến cuối năm thị trường có thể là lên mức cao nhất khoảng 1.001 hoặc 1.050. Thì cái việc mà giống như nãy câu trả lời trước của tôi đó, là cái ngưỡng 1.000-1.005 điểm đó là một cái ngưỡng kháng cự mạnh. Thì trước khi vượt qua một ngưỡng kháng cự mạnh thì cần phải đi nhiều nhịp rung lắc và điều chỉnh. Thì quan điểm tôi thì trong tháng 9 thị trường sẽ vượt qua mốc 1.000 này. Xin cảm ơn anh Phương vì buổi trao đổi ngày hôm nay. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Tin Sáng. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.